Tập đoàn FLC vừa ra mắt trụ sở chính của hãng hàng không Bamboo Airways nằm trên phố Cầu Giấy. Trong khuôn khổ sự kiện, hãng hàng không này đã mở bán khung giờ vàng từ 9 đến 10 giờ và từ 16 đến 17 giờ với hàng ngàn vé máy bay đi từ Hà Nội đi Đồng Hới với mức giá ưu đãi từ 199.000 đồng. Từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Cần Thơ, Pleiku giá 299.000 đồng.